Phú Sĩ xin kính chào quý vị khán thính giả của Diễn đàn Tự do TNT Media Live. Trong buổi nói chuyện sáng hôm nay và ngày hôm nay thì ngoài Phú Sĩ còn có anh Thanh Liêm. Phú Sĩ mời Thanh Liêm gửi lời chào quý vị khán thính giả. Chào Thanh Liêm, xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả đang nghe đài và xin chào anh Phú Sĩ. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi phát thanh mỗi sáng Chủ nhật vào lúc 6 giờ sáng giờ California, tức là 8 giờ sáng giờ Houston và tương đương là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Và quý vị có thể đến coi chương trình livestream trực tuyến trên trang Facebook Tiếng Nước Tôi Boston. Quý vị cũng có thể đến radiotiengnuoctoi.com để có thể coi lại chương trình. Trong buổi nói chuyện hôm nay, Phú Sĩ và Thanh Liêm xin trình bày với quý vị những hai mặt của những cuộc phản đối, những cuộc xuống đường biểu tình phản đối liên quan đến cái chết của anh George Floyd ở Hoa Kỳ. Mặt phải của nó và cũng như là mặt trái của những cuộc biểu tình phản đối đó. Và từ những cái nhận xét mà chúng tôi thấy được, chúng tôi muốn nói lên hai cái khía cạnh của những cuộc biểu tình hoặc là những cuộc phản đối này. Một khía cạnh đó là những cái cuộc xuống đường nó mang một cái những cái nét gọi là bạo loạn, bạo động, và một cái khía cạnh khác là nó mang cái hình thái là bất bạo động. Thì chúng tôi muốn nói sâu vô cái khía cạnh về cái vấn đề những cái phản đối hoặc là biểu tình hoặc là những cái phong trào đòi cái quyền cho người da đen, bảo vệ cái cuộc mạng sống của người da đen, cái phong trào, và chúng tôi muốn nói về cái khía cạnh bất bạo động của nó. Và chúng tôi muốn dùng những cái ý kiến của những người đã từng là tham gia vào cuộc đấu tranh đòi cái quyền bình đẳng cho người da đen để nói lên cái ý kiến của họ là giữa cái sự hình thức bạo động và bất bạo động thì cái hình thức nào nó sẽ giúp giải quyết được các vấn đề hơn. Trong phần thứ hai, sau khi nói về hai khía cạnh đó của Hoa Kỳ thì chúng tôi muốn liên hệ nó đến cái Việt Nam về cái hình thức gọi là bất bạo động, sử dụng cái hình thức đó để có thể làm thay đổi cái xã hội của Việt Nam. Để mở đầu thì chúng tôi xin trình bày một cái khía cạnh, một cái mặt trái của những cuộc xuống đường biểu tình phản đối đòi công lý cho anh George Floyd, hay là những cái cuộc biểu tình mà nó do cái phong trào gọi là Black Lives Matter, có nghĩa là sinh mạng của người da đen là quan trọng. Chúng ta thấy trong những cuộc biểu tình ở Mỹ thì những người biểu tình cầm rất là nhiều các khẩu hiệu. Một trong các khẩu hiệu mà chúng ta thấy nhiều người cầm đó là khẩu hiệu đề chữ Black Lives Matter, có nghĩa là sinh mạng người da đen là quan trọng. Và viết tắt của ba chữ đó là chữ B, chữ L và chữ M của tiếng Việt. Rồi chúng ta cũng thấy họ cầm những khẩu hiệu như là No Justice, No Peace, có nghĩa là nếu không có công lý thì không có hòa bình, vân vân, rất là nhiều khẩu hiệu. Và những khẩu hiệu đó, mục đích chung của họ là họ muốn rằng là người da đen có những cái quyền được tôn trọng, quyền sống được tôn trọng, cũng như là những quyền khác được tôn trọng và được bình đẳng, cũng như là không có bị kỳ thị về cái màu sắc, màu da của họ. Họ đòi không được kỳ thị và phải tôn trọng cái quyền sống của họ. Khi mà người ta xuống đường biểu tình ôn hòa thì chúng ta thấy cái điều đó là luật pháp của Hoa Kỳ cho phép, và rất là nhiều cái cuộc biểu tình diễn ra đã rất là ôn hòa. Nhưng bên cạnh những cuộc biểu tình ôn hòa, chúng ta cũng thấy cái mặt trái là có những cuộc biểu tình đã đi ra khỏi cái giới hạn của sự ôn hòa và nó đã trở thành những cái cuộc biểu tình mang cái tính cách là có bạo lực ở trong đó và có những cái hành vi không có tôn trọng pháp luật. Để mở đầu thì Phú Sĩ xin anh Thanh Liêm nói về một vài những cái hành vi
mà nó là không có tôn trọng pháp luật, mà nó có tính cách bạo loạn, mà mình nhận xét thấy là những một số cuộc biểu tình đã diễn ra với những cái điều đó. Xin anh cho biết là một số những cái hành vi mà người biểu tình họ đã làm gì để mà gọi là vi phạm cái giới hạn, đi ra khỏi cái giới hạn của ôn hòa và vi phạm cái luật pháp. Vâng, thì cho tới ngày hôm nay thì có lẽ là rất là nhiều người trong chúng ta đã coi được những cái video clip, mà đặc biệt là những cái video clip ở trên mạng xã hội. Thì chúng ta thấy ở trong một cái số thành phố lớn của Mỹ, những cái người biểu tình khi mà họ kéo nhau hàng đoàn người đi trong thành phố đó, thì bắt đầu có những cái thanh niên đã trở nên bạo loạn và họ đã đốt những cái xe cảnh sát. Và thứ hai là họ đốt phá những cái cơ sở thương mại, phải không ạ? Chúng ta thấy rất là nhiều những cái thanh niên người da màu hay là người da đen đó, họ dùng những cái gạch đá hay là những cái cây, và họ đã đập vào phá ở những cái cửa tiệm. Giống như trong trường hợp của New York, chúng ta thấy họ tấn công vào cái tiệm Macy. Cái tiệm Macy là một tiệm rất là lớn ở trên New York và nó cũng rất là nổi tiếng. Và họ vào đó và họ hôi của những cái tiệm này. Rồi ở những cái thành phố khác, những cái chợ như là chợ Walmart hay là những chợ Target á, thì cũng bị những cái người biểu tình này đã xông vào và gọi là hôi của, đó là coi như là lấy tất cả những cái đồ đạc ở trong đó. Và hiện tại thì có thể là nó đã trở thành một cái vấn nạn trên rất là nhiều cái tiểu bang. Rồi chẳng những như vậy mà có những người biểu tình họ còn tấn công cả vào cảnh sát và những cái xe của cảnh sát. Họ đốt phá những cái xe cảnh sát này, và đôi khi nếu như có những cái người cảnh sát mà đứng rất là gần những cái đám người biểu tình, thì chúng ta thấy họ dùng những cái cây hay là những cái vật mà họ có trong tay, và họ đã đập những cái người cảnh sát này. Và có nhiều người, những người cảnh sát thì đôi khi họ có thể bị đánh từ sau lưng tới, thì đó là những cái hành vi mà gọi là xâm phạm hay là ảnh hưởng tới sức khỏe của những cái người nhân viên công lực. Rồi những cái hình thức, có một số cái hình thức mà có vẻ như là ít bạo động hơn, là họ đã biểu tình trên các đường phố highway hay là những cái đường, những cái con đường ở trong thành phố đó, để họ ngồi chắn giữa đường và không cho tất cả những cái người dân nào họ đi đi đâu được hết. Họ dùng những cái sơn, họ vẽ trên những cái sơn trên những cái bức tường, và những cái bức tường này không chỉ là những cái bức tường ngoài đường, mà nhiều khi cái nhà cửa của người ta hay là những cái tiệm nhà hàng chẳng hạn, và những cái hình ảnh đó mang một cái tính chất rất là lăng mạ. Hoặc là ngay cả tấn công những cái người chủ nhân, mà khi những cái người chủ nhân của những cái cơ sở thương mại này đứng ra cản trở họ, thì có thể bị tấn công. Một mặt khác thì trên mạng xã hội thì chúng ta thấy có rất là nhiều những cái ý kiến của những cái người mà có đồng tình với những cái người nhìn về những cái hành động của những người này. Và họ dùng những cái mạng xã hội như là mạng Facebook hay là Twitter đó, thì họ kêu gọi mọi người hãy xuống đường và chống lại cảnh sát, là chống lại Tổng thống Trump chẳng hạn. Và họ dùng những cái lời lẽ rất là miệt thị đối với nhân viên cảnh sát cũng như là vị Tổng thống Trump. Và những cái có thể nói là chúng ta thấy là những cái lời lẽ này thì không có nên gọi là được mà đăng trên những cái mạng xã hội như vậy. Tại vì nó khi mà một cái người da trắng khi mà dùng những cái từ ngữ như vậy thì có thể bị liệt vào những cái gọi là kỳ thị. Nhưng mà đối với những người da màu thì họ có thể sử dụng bất cứ một cái ngôn ngữ nào mà họ muốn, và cũng không có ai có quyền đả động gì tới họ. Và một số ngày gần đây thì có thêm một cái phong trào nữa thưa anh, là họ xịt sơn lên những cái di tích lịch sử, và đặc biệt là những cái tượng mà của những cái nhân vật trong quá khứ đó. Những cái nhân vật này thì chẳng hạn như là Columbus, là người đã tìm ra châu Mỹ, thì ông ta không biết là tại sao mà họ lại là có thành kiến với vị này, và theo họ thì nghĩ là ông này là cái người đã
đem lại một cái gọi là cái nền văn hóa phương Tây và đã xâm chiếm cái gọi là châu Mỹ đó, và đẩy những cái người mà dân thổ dân ngày xưa sống ở Mỹ, rồi đem bắt đầu mới đem những cái người mà di dân từ các nước châu Âu qua, và từ đó nó nảy sinh ra những cái tình trạng nô lệ như chúng ta biết trong quá khứ. Thì đó là những cái cách mà giải thích của họ khi mà họ dùng những cái hành động đó. Và nhiều nhiều cái người doanh nhân khác cũng cùng chung số phận, mà Liêm thấy rằng một cái số trên mạng xã hội đó họ còn kêu là phải bỏ đi những cái tượng mà những cái vị tổng thống đầu tiên của Mỹ như là Washington hay là ông Lincoln đó, thì những cái nhân vật này mà chính tổng thống Lincoln là người đã đưa gọi là chủ trương xóa bỏ nô lệ, nhưng mà những cái người này thì trong cái thời gian đó họ cũng có ôn, có nghĩa là có sở hữu một số cái nô lệ, và hiện tại thì bất cứ người ta nói là hãy ai mà dính dáng tới nô lệ thì trở thành là một người kỳ thị. Thì cái lý luận đó thì cảm thấy là rất là không có chính đáng, không, mà tại vì trong cái khoảng lịch sử đó thì những cái người mà thành phần thượng lưu đó thì họ nô lệ đối với họ trong cái khoảng thời gian đó có lẽ như giống như là một người giúp việc của Việt Nam ở bên đây, nhưng mà trong cái khoảng thời gian đó thì họ own, có nghĩa là họ có sở hữu những người nô lệ đó. Nhưng mà đó là cái quá khứ, và có lẽ là cái quá khứ thì chúng ta cũng không có thể làm được cái chuyện gì, nhưng mà đó là chuyện đã xảy ra. Nhưng mà hiện tại thì người ta bơi móc những cái vấn đề đó ra để cố ý gây chia rẽ trong cái cộng đồng của người da màu với lại người da trắng ở đây, thưa anh. Phú Sĩ muốn hỏi anh Thanh Liêm là liệu đằng sau những cái cuộc mà biểu tình có cái tính bạo loạn, đốt phá các cơ sở thương mại rồi hôi của rồi gây cản trở giao thông trên xa lộ, hay là tấn công cảnh sát, hay là những cái hành động tiêu cực khác, vi phạm pháp luật khác, đằng sau nó liệu có một cái âm mưu gì, hay là có một cái tổ chức nào, ví dụ như tổ chức Antifa là cực đoan mà chính phủ của Tổng thống Donald Trump đã muốn là đưa vào danh sách khủng bố ở Hoa Kỳ. Thì câu hỏi là đằng sau những cái hoạt động mà phá hoại đó, bạo loạn đó, liệu có một cái âm mưu nào để nhằm làm cho rối loạn tình hình của nước Mỹ lên hay không, để mà nhằm là đả kích Tổng thống Donald Trump và làm cho cái khả năng mà ông có thể tái đắc cử trở lại nó trở nên nó đi xuống hay không? Dạ, ở đây thì khi mà người ta nói về cái âm mưu đó, thì có hai cái thuyết hay là hai cái phe mà người ta hiện tại đang chú trọng tới. Và cái phe thứ nhất là cái phe nội bộ trong nước Mỹ mà anh Sĩ vừa đề cập tới, là cái nhóm gọi là Antifa đó, là một cái nhóm này thì thường là nó họ có chủ trương chống là chính phủ, và họ chống tất cả những cái đường lối gì của chính phủ, chứ không phải là nó có riêng về một cái họ giống như là họ chỉ muốn là phá phách thôi, chứ cũng không có thực sự họ không có cái chủ trương nào mà thay đổi xã hội hay là bất cứ một cái việc gì. Và lợi dụng những cái vấn đề rối loạn hiện nay thì theo một số các bài báo mà Liêm đọc được thì họ cho rằng những cái tổ chức Antifa này họ lấy ra họ âm thầm mà để trong những cái khu vực mà có biểu tình đó, thì họ âm thầm đã đem tới những cái đá hay là những cái gạch rồi cây rồi thì họ để sẵn qua đêm ở chỗ đó, để cho sáng cái người dân người ta lúc mà người ta biểu tình thì người ta có sẵn những cái đồ đó, và khi có một cái cuộc đụng độ nào đó thì những cái người dân sẽ dùng những cái vật đó để mà ném lại hay là chống lại với cảnh sát. Thì đó là một trong những cái tin tức mà chúng ta thấy được, và dĩ nhiên nó trên mạng xã hội thì nó tràn ngập những cái tin tức giả. Thì cái điều này Liêm cũng nói là có rất là nhiều tin tức giả, nghĩa là tại vì cái cuộc biểu tình này nó hiện tại thì nó lan ra rất là nhiều cái tiểu bang cũng như là cái thành phố ở nước Mỹ, thì họ dùng cái hình ảnh của thành phố này hay là dùng những cái hình ảnh của những cái không có dính dáng gì hết, mà họ cho rằng cái này, những cái gạch đá này, nhiều khi họ chụp hình một cái building mà đang xây thì họ để lên cái dòng chữ là người ta đã để gạch đá đó để sẵn sàng cho những người biểu tình.
thì chúng ta rất là khó mà phân biệt được hiện tại là cái gì gọi là fake news hay là cái tin tức thật. Nhưng mà trong trong cái cuộc biểu tình này thì chúng ta thấy có một cái bàn tay của những cái nhóm tổ chức, họ thứ nhất là họ muốn những một cái điều gì đó, họ muốn gây một cái tiếng vang, và họ đã âm thầm hỗ trợ một phần nào đó, vừa những cái công cụ mà để chống lại cảnh sát thứ nhất, và cái thứ nhì là họ cũng khuyến khích hay là tạo những cái điều kiện cho những người mà đi biểu tình để mà có thể thứ nhất là có thể chống lại cảnh sát, và thứ nhì là những cái họ giúp đỡ những cái phương tiện cũng như là tiền bạc bên trong. Rồi đó là cái vấn đề mà Antifa bên trong. Còn cái vấn đề mà ở ngoài thì vừa qua trên đài Fox News người ta chiếu một cái clip. Thì trong cái clip này cái bà Susan Rice là cái bà mà đã trong cái thời của ông Tổng thống Obama đó, bà này là một một người cố vấn cao cấp về về vấn đề đối ngoại đó, thì bà mới đưa ra một cái câu mà bà nói là trong cái vụ mà biểu tình của ông Floyd này thì có cái bàn tay của người Nga dính vào, có nghĩa là người Nga đã có một cái gì đó ở bên trong đó đã giúp đỡ hay là đã khuyến khích những cái tình trạng bạo động này. Thì đối với một cái người làm việc mà từng giữ một cái chức vụ rất là cao cấp như bà Rice, thì khi mà cái câu nói của bà thì chắc có lẽ là bà cũng đã có một cái tin tức nào đó ở bên trong. Nhưng mà có đối với những cái vấn đề mà tình báo thì chúng ta thật sự là cũng không có thể nào mà chứng minh được cái chuyện gì, nhưng mà về cái vấn đề đối ngoại đó thì chúng ta thấy là cái bà Rice bà đã nói là có cái bàn tay của Russia, là của người Nga đã nhấn nhấn và nhúng vào trong cái vụ này. Dạ, Phú Sĩ xin lỗi là dừng anh Liêm ở đây. Phú Sĩ, cá nhân Phú Sĩ thì không có đồng ý với cái lời của bà Susan Rice, bà đã nói như vậy. Bởi vì chúng ta đều biết rằng ở nước Mỹ, Hoa Kỳ này thì đảng Cộng Hòa của Hoa Kỳ có một cái quan hệ tương đối là tốt hơn đối với nước Nga. Chính phủ của ông Putin từ thời Tổng thống George Bush, là ông Bush con đó, đã có cái mối quan hệ tương đối là khá tốt với ông Putin và đã có lần mời ông Putin qua bên Mỹ này thăm và đã đến cái trang trại của ông Tổng thống Bush ở tiểu bang Texas. Rồi truyền thống thì Phú Sĩ thấy rằng Đảng Cộng Hòa có một mối quan hệ tốt hơn đối với ông Putin của nước Nga và cái cơ hội để mà người Nga nhúng bàn tay vô để mà gây ra những cái kích động về bạo loạn ở bên Hoa Kỳ, Phú Sĩ nghĩ là cơ hội đó có thể nói là zero, tức là con số 0. Và ngược lại thì mình cũng thấy rằng về phía đảng Dân Chủ của Mỹ, tức là phía đảng của bà Hillary, ông bà Bill Clinton, bà Hillary Clinton, cũng như là của Tổng thống Obama nhiệm kỳ trước, đảng Dân Chủ thì có xu hướng là không có mối quan hệ tốt với lại nước Nga nhưng mà lại có mối quan hệ tốt với lại Trung Quốc, Trung Cộng. Đảng Dân Chủ thì khi mà xảy ra cuộc tranh cử năm 2016 giữa Tổng thống Donald Trump với bà Hillary Clinton đó, Đảng Dân Chủ đã cáo buộc là nước Nga nhúng bàn tay vô phá hoại cái cuộc bầu cử và làm cho cái khả năng mà thắng cử của bà Hillary Clinton đã bị tước mất đi, và cáo buộc nước Nga là nhúng tay vô phá hoại cuộc bầu cử của Hoa Kỳ. Phú Sĩ không có đồng ý với những cái cáo buộc mà không có đưa ra những cái chứng cứ cụ thể để minh chứng cho những cái cáo buộc đó. Riêng nói về cái trường hợp bạo loạn ở ở Hoa Kỳ gần đây trong những cái phong trào mà đòi công lý cho George Floyd, Phú Sĩ nghĩ rằng cái bàn tay của các chế độ cộng sản hay là cái chủ nghĩa cộng sản nó nhúng vào và nó kích động lên những cái cuộc bạo loạn này thì nó có cái cơ sở và có chứng cứ để nói lên cái bàn tay của những cái chế độ cộng sản hoặc là những kẻ mà thân với cộng sản, chủ trương là muốn biến nước Mỹ thành một quốc gia cộng sản. Phú Sĩ đưa ra một cái bằng chứng trong những cái ngày vừa qua ở thành phố Miami, là thành phố của tiểu bang Florida.
khi anh Liêm nói về những bức tượng của những vị danh nhân lịch sử như là Christopher Columbus là người đã tìm ra châu Mỹ, thì ở thành phố Miami, những người bạo loạn phản đối họ đã ở trung tâm thành phố Miami thì có một cái bức tượng, đó là bức tượng của danh nhân Christopher Columbus bằng đồng đen rất là đẹp. Họ lấy cái sơn màu đỏ và họ xịt cái sơn đỏ lên cái bàn tay của ông Christopher Columbus, rồi xịt lên trên cái ngực của ông, rồi xịt lên cái nguyên cái đầu của ông Christopher Columbus là trở thành sơn màu đỏ hết. Ở bên dưới cái bức tượng là cái bệ bằng đá cẩm thạch có ghi những cái tên rồi những cái dòng chữ này kia này nọ. Họ đã dùng cái sơn màu đỏ và họ đã xịt lên một cái cờ đỏ búa liềm. Trên thế giới này mà hãy mà mình nói đến cái cờ đỏ búa liềm thì là mình nói đến cái chủ nghĩa gì, đúng không? Cái chủ nghĩa cộng sản, tức là những người mà chủ trương đi phá hoại những cái bức tượng lịch sử như là tượng của Christopher Columbus. Những người đó không phải là những người Mỹ bình thường như là Phú Sĩ và Thanh Liêm, là những người yêu trọng cái tự do, yêu quý cái tự do mà mình được hưởng ở nước Mỹ, hay là yêu quý cái tự do và dân chủ ở nước Mỹ. Những người Mỹ mà chủ trương phá hoại những cái danh lam thắng cảnh, những cái di tích lịch sử, những cái bức tượng của danh nhân Christopher Columbus, hay là những bức tượng của Tổng thống George Washington là người cha đẻ ra nước Mỹ, hay là của Tổng thống Thomas Jefferson cũng là một trong những cha đẻ của nước Mỹ. Những người đó là những người theo cái khuynh hướng là cộng sản, họ muốn nước Mỹ, nước Hoa Kỳ trở thành một cái quốc gia mà độc tài, độc đảng như là chế độ cộng sản ở Trung Quốc, chế độ cộng sản ở Việt Nam, hay là chế độ cộng sản ở Cuba. Họ muốn biến nước Mỹ trở thành nơi mà chỉ có một đảng duy nhất, đó là đảng cộng sản. Những thành phần đó là những thành phần mà có xu hướng ca ngợi cái chủ nghĩa Marx Lenin và chủ nghĩa cộng sản, và họ không có thích cái chủ nghĩa tư bản, họ không thích thế giới tư bản và không thích cái tự do dân chủ, bầu cử tự do dân chủ đa nguyên và đa đảng. Phú Sĩ nghĩ rằng giữa hai cái cáo buộc, một cái cáo buộc là bàn tay của Nga nhúng vào, hay là không hề có một chứng cứ, với lại một cái mà mọi người thấy rõ ràng là những người cực đoan đang lèo lái những cái cuộc biểu tình đi theo một cái hướng xấu, là phá hoại, chà đạp bên pháp luật, phá hoại những cái cơ sở thương mại, phá hoại những cái công trình công cộng hay là những di tích lịch sử. Những người đó có cái bàn tay của cái chủ nghĩa cộng sản nó dính vô. Thưa anh Liêm, ngoài ra thì anh còn thấy cái điều gì nữa không? Dạ vâng, thì khi mà anh Sĩ đề cập tới cái vấn đề mà chủ nghĩa cộng sản đó, thì chúng ta thấy rằng hiện tại Trung Quốc đã dùng những cái hình ảnh mà bạo loạn bên Mỹ, họ khai thác rất là triệt để những cái hình ảnh này để cho những cái người dân ở trong nước nghĩ rằng hiện tại thì nước Mỹ đã bạo loạn như vậy thì là do cái sự mà chiến tranh và kinh tế với Trung Quốc, và Trung Quốc đang có vẻ là trên đà thắng thế, phải không, mà tạo lên cho nước Mỹ một cái sự khó khăn vô cùng. Và chẳng những như vậy, Liêm đã coi một số cái video clip mà họ dùng những cái hình ảnh của những người biểu tình, mà trong cái video clip đó thì họ lại lồng vào tiếng Hoa của trong cái cuộc biểu tình đó, một cái người nào đó nói bằng tiếng Hoa và kêu những cái người biểu tình là chạy đi hay là như thế nào đó, mình tại vì tiếng Hoa thì mình cũng không có biết được, nhưng mà theo những cái người mà nói thì trong cái clip đó thì cái vị đó kêu những cái người biểu tình khác là hãy chạy đi. Thì giống như là những cái người cảnh sát của Mỹ hiện tại thì đang đàn áp những cái người Trung Quốc, chứ không phải là đàn áp những cái người Mỹ đen hay là những cái người da màu ở trong cái clip đó. Rồi chúng ta còn thấy những cái hình ảnh là có những cái người cầm những cái cờ mà có búa liềm như anh Sĩ nói và đi biểu tình rầm rộ, nghĩa là muốn đưa nước Mỹ trở thành một cái theo con đường chủ nghĩa xã hội mà hiện đại Trung Quốc đang theo đó. Thì giống như là cái con đường chủ nghĩa xã hội đó là cái tương lai mà người dân Mỹ mong muốn. Nhưng mà thật ra thì chúng ta biết những cái video clip đó là họ cắt xén
từ những cái event hay là những cái sự kiện hả? những cái sự kiện mà trước đó, nghĩa là trong cái đại hội mà ngày quốc tế lao động đó, thì có những cái cuộc tuần hành thôi. Người ta cầm đủ thứ cờ hết, mà một trong những cái cuộc tuần hành, một cái nhóm người tuần hành đó thì họ cầm những cái cờ búa liềm họ đi, thì họ lấy cái video clip đó và họ lại lồng vào cái cuộc biểu tình để cho thấy rằng cái người Mỹ hiện tại đang mong muốn được giống như là theo cái chân của người Trung Quốc, nghĩa là trở thành một nước chủ nghĩa xã hội. Thì chúng ta thấy là đây là những một số các gọi là cái điều mà những cái cơ quan hay là những cái chính phủ nước ngoài đã cố gắng dùng những cái vấn đề của nội bộ của nước Mỹ mà tô vẽ, cũng như là nâng cái uy tín, hay là gọi là nâng cái mặt mũi của họ trên cái thị trường, trên cái trường quốc tế lên, thưa anh chị. Dạ, bây giờ Phú Sĩ muốn hỏi anh Liêm là mình thấy cái mặt trái của những cuộc bạo loạn, biểu tình phản đối bạo loạn một cách bạo loạn. Theo anh Liêm thì khi người ta đưa ra một cái mục tiêu đó là công lý cho người da đen, chống lại cái kỳ thị mà người da đen phải chịu, cũng như là đòi cái quyền bình đẳng, cái sự tôn trọng cái quyền bình đẳng cũng như tôn trọng cái mạng sống của người da đen, cũng như là đòi cái công lý cho anh George Floyd. Tức là khi người ta đưa ra những mục tiêu nói về cái quyền bình đẳng cho một những người sắc tộc thiểu số, người da đen, thì liệu rằng khi mà dùng những cái hành vi bạo loạn, phá hoại, rồi đánh cảnh sát, tấn công xe, đốt xe cảnh sát, rồi sịt sơn, phá hoại những cái di tích lịch sử, những cái hành vi đó nó vi phạm cái pháp luật và nó đi ra khỏi cái giới hạn của những cái cuộc mà biểu tình ôn hòa hay là phản đối ôn hòa. Theo anh thì đó có giúp cho cái mục tiêu của họ hay không, của cái phong trào gọi là sinh mạng của người da đen là quan trọng. Khi vi phạm những pháp luật và đi ra khỏi thì nó giúp hay là nó có hại cho cái mục tiêu đó? Dạ vâng, thì cái vấn đề của anh Floyd đó, thì nó thật ra là khi mà chúng ta cứ mọi người nhắc tới cái gọi là Black Lives Matter, phải không? Cái thành ngữ Black Lives Matter đó, thì nếu như những cái bạn mà không có sống ở Mỹ thì có lẽ là nghĩ đơn giản rằng cái vấn đề này là do người da trắng nó kỳ thị người da đen, mà cái đỉnh điểm là một cái người cảnh sát đó da trắng đã giết một người da đen trong cái video clip đó. Thì Lim muốn muốn chú thích một chút về cái thành ngữ Black Lives Matter này. Nó không có đơn giản như vậy, phải không ạ? Tại vì cái thành ngữ Black Lives Matter đó, theo theo Lim biết thì nó đã xuất hiện vào khoảng 2013 đó. Thì sau cái vụ mà anh Zimmerman là một cái người da trắng, thật ra anh chỉ có 50% da trắng thôi, mẹ anh là một người Hispanic, anh này là một cái người gọi là community watch, hay là Việt Nam gọi là dân phòng đó. Anh đi vòng vòng cái khu phố của anh để anh đi cái tuần tra, thì anh gặp một cái người thanh niên Mỹ đen, hay là người da màu đó, một người thanh niên, anh Trayvon. Thì anh Trayvon này, anh mới hai người mới nói chuyện với nhau cãi vã như thế nào đó, thì anh Trayvon là anh người da màu đó mới tấn công cái anh Zimmerman này, và cái anh Zimmerman này đã rút súng ra và bắn chết cái người thanh niên đó. Thì sau đó thì tòa án mới xử cái anh Zimmerman này là trắng án, nghĩa là nói là anh dùng súng trong cái trường hợp này là để bảo vệ tính mạng cho anh. Thì cái trường hợp đó nó mới sinh ra cái Black Lives Matter. Nhưng mà cái Black Lives Matter này á, chúng ta biết là thật ra thì trong quá khứ nó có rất là nhiều cái vụ án mà những cái người cảnh sát bắn chết những cái người da đen, mà những cái người da đen này họ không có sở hữu súng đạn. Thì chúng ta phải nhìn vào cái vấn đề ở đây là chúng ta biết ở nước Mỹ này, dựa theo cái hiến pháp, cái điều thứ hai của hiến pháp đó, cho phép tất cả các người dân được mang súng, không à? Thì tất cả người dân nào cũng có thể có súng ở trong trong người.
Mà cảnh sát thì ở đây thì cũng giống là một nhân viên công lực, thì họ đi làm, họ ăn lương rồi cũng giống như chúng ta mà thôi, họ cũng giống như những cái người làm việc bình thường như chính phủ. Và có rất là nhiều trường hợp mà cảnh sát khi mà bắt những cái tội phạm thì họ bị bắn chết, cái chuyện đó chúng ta thấy rất là thường xảy ra. Thì người cảnh sát họ cũng có gia đình, họ cũng lo cho cái mạng sống của họ. Thì bên đây mỗi lần mà khi mà bắt được đi bắt một cái người nào đó, họ thường là bắt người ta phải show cái hand, nghĩa là đưa ra cái tay để cho người ta thấy là anh không có cầm súng. Thì cái việc đó là lúc nào cũng vậy. Nhưng mà đôi khi khi mà những người cảnh sát á, khi mà họ bắt những cái người da màu á, thì họ những cái người da màu thường là họ ít có làm theo những cái lệnh của cảnh sát lắm. Họ thường là họ chống đối, họ không có đưa cái tay ra, hoặc là họ quay đi quay tới quay lui, họ chửi rủa như thế nào đó. Và có rất là nhiều cái trường hợp mà khi mà người ta kêu bạn đưa cái tay lên trời hay là show cái hand đó, thì những cái người thanh niên da màu hay là da đen đó là họ không có làm, mà họ lại đút cái tay vô bụng họ gãi hay là họ làm cái gì đó, thì người cảnh sát họ sợ cái tánh mạng của họ và họ bắn chết. Rất là nhiều trường hợp mà khi mà đã bắn chết rồi á, thì khi mà lại xét nghiệm cái tử thi đó thì thấy là những cái người bị bắn đó họ không có vũ khí ở trong người. Thì cái đó mới là cái mấu chốt của vấn đề, nghĩa là không phải là chỉ đơn giản là cái vấn đề kỳ thị là người da trắng đi giết người da đen, mà nó cũng có cái lý do của nó trong đó. Mà Liêm không có nghĩ là chỉ đơn thuần là cái sự mà kỳ thị ở đây. Nhưng mà đây là một cái vấn đề Liêm phải nói là nghĩa là muốn muốn giải thích thêm ở đây là cái Black Lives Matter đó, thật ra có rất là nhiều người Mỹ đen thật sự là bị bắn chết bởi người cảnh sát da trắng, nhưng mà có cái nguyên nhân bên trong của nó, phải không ạ? Bởi vì Thì họ đó không là có cộng tác với lại cái mệnh lệnh của người cảnh sát, khi mà người cảnh sát yêu cầu họ phải cộng tác, tuân theo cái mệnh lệnh của người cảnh sát. Bây giờ mình tạm ngừng một vài lát để mà giữ giờ, sau đó mình sẽ tiếp tục phần thứ hai. Và trong phần thứ hai thì Phú Sĩ muốn đưa ra một cái ý kiến của hai người đấu tranh cho các hoạt động của dân quyền của người da đen. Đó là của dân biểu liên bang John Lewis và của một nhà hoạt động trẻ tuổi khác, đó là của anh Curtis Hayes. Chúng ta xin phép quý vị, chúng tôi xin phép quý vị khán thính giả, chúng tôi tạm dừng một vài giây. Vâng, thưa quý vị khán thính giả, chúng tôi sẽ tiếp tục phần thứ hai. Cái câu hỏi hồi nãy Phú Sĩ hỏi anh Thanh Liêm là khi người ta xuống đường để đòi công lý cho George Floyd, cũng như là người ta đòi là người da đen được cái quyền sống của họ được tôn trọng bằng cái thành ngữ là Black Lives Matter, thì khi mà đưa ra một cái mục tiêu gọi là đòi cái sự bình đẳng, đòi sự tôn trọng, người ta không thể nào mà người ta dùng những cái hành vi gọi là phá hoại tài sản công cộng, phá hoại tài sản của tư hữu, rồi gây ra những cái cản trở, ví dụ như những người cản trở giao thông trên đường, phá hoại xe cộ và uy hiếp cái an toàn của những người lưu thông ở trên đường, rồi tấn công vô nhân viên công lực, rồi đốt xe của công lực, hay là phá những cái cơ sở thương mại là hôi của, tức là người ta không thể nào dùng những cái hành động mà gọi là bất hợp pháp, vi phạm pháp luật, phá hoại tài sản để mà đòi cái công lý được, người ta để mà đi đòi cái công lý, đấu tranh cho cái công lý cho George Floyd, hay là để mà đấu tranh đòi cái quyền sống, cái quyền tôn trọng cái mạng sống của mình, thì người ta phải thể hiện nó rằng người ta cũng phải tôn trọng cái tài sản của người khác, tôn trọng cái mạng sống của người khác, và tức là phải là hành động một cách là thể hiện rằng người ta người ta đấu tranh cho những cái lý, cái mục tiêu bằng những cái biện pháp ôn hòa và những cái biện pháp thể hiện rằng người ta là những người biết tôn trọng cái cuộc sống của người khác, tài sản của người khác. Cho nên qua cái câu chuyện này thì Phú Sĩ muốn đưa ra một cái ý kiến của một dân biểu liên bang của Hoa Kỳ, ông tên là ông John Lewis.
Ông John Lewis là một người Mỹ đen. Vào cái những năm 1966, cái thời đó là cái phong trào mà gọi là Civil Rights Movement ở Hoa Kỳ, tức là phong trào mà đòi các quyền dân sự cho người Mỹ đen đó. Cái thời điểm đó thì người Mỹ đen vẫn còn bị những cái trở ngại là họ không có được đi bầu cử, hoặc là họ bị những người mà da trắng, tức là tìm cách là ngăn chặn họ, không có cho họ đi bầu cử. Cái quyền bầu cử thời điểm đó người Mỹ đen chưa có được quyền mà đi bầu cử như ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì Mỹ vàng hay là Mỹ nâu hay là Mỹ đen hay là Mỹ trắng, ai cũng có cái quyền đi bầu cử. Thanh Liêm đã đi bầu cử lần nào chưa? Đã có đó, thì Phú Sĩ với Thanh Liêm là Mỹ vàng cũng được đi bầu cử luôn. Cho nên mình cũng phải nói rằng mình cũng phải biết ơn những người như là ông Martin Luther King hay là ông John Lewis và những người Mỹ đen, bởi vì họ đòi cái quyền đi bầu cử bình đẳng cho người Mỹ đen. Cho nên những người Mỹ vàng ngày hôm nay cũng được quyền đi bầu cử. Nếu như mà ông John Lewis và ông Martin Luther King và những người Mỹ đen vào những năm 60, thập niên 60 đó, nếu họ không có đòi cái quyền bầu cử cho người Mỹ đen, lúc đó họ chỉ đòi cho người Mỹ đen thôi, thì có lẽ là ngày hôm nay chưa hẳn là người Mỹ vàng sẽ được đi bầu cử như là những người Mỹ trắng. Nhưng ở đây Phú Sĩ muốn nói là cái ý kiến của ông John Lewis, ông ta đã nói rằng, ông ta kể là một cái câu chuyện ngày 7 tháng 3 năm 1966 tại một cái cuộc biểu tình về cái quyền bầu cử cho người da đen tại thành phố Selma, tiểu bang Alabama. Khi mà đoàn người biểu tình đang đi biểu tình một cách rất là ôn hòa, thì họ đã bị lực lượng công lực là chặn lại và đã diễn ra những cái xô xát giữa lực lượng công lực với những người biểu tình. Mà cái sự xô xát nó đã đi đến một cái mức độ là người ta bị đánh bằng những cái cây gậy cảnh sát và bị xịt hơi cay, và nó đã đổ ra rất là nhiều máu và đã diễn ra những nhiều cái thương tích. Và chính cá nhân của ông John Lewis đã bị cảnh sát đánh rất là mạnh tay, tức là ông đã bị đánh mà ông đã nghĩ rằng có thể là ông không có thể nào sống nổi sau cái cơn đánh đó. Và các truyền hình lúc đó đã thu thập lại cái hình ảnh những người cảnh sát đánh ông John Lewis. Cái ngày đó được gọi là ngày Chủ nhật đẫm máu, theo cái từ tiếng Anh gọi là Bloody Sunday, ngày Chủ nhật đẫm máu, bởi vì những người biểu tình đã đổ máu vì họ đã bị đánh đập rất là tàn bạo, mạnh tay bởi lực lượng cảnh sát. Nhưng ông John Lewis, ông ta nói rằng ông ta may mắn là ông ta sống sót sau cái trận đánh đó, và ông ta rất là ngạc nhiên. Ông ta ngạc nhiên rằng xã hội Mỹ đã thay đổi từ một cái những năm 60 khi mà người da đen không hề có cái quyền đi bầu cử. Nhưng người da đen đã xuống đường đấu tranh ôn hòa, tức là không có cái kiểu mà phá phách hôi của như bây giờ. Người ta đã đấu tranh một cách ôn hòa cho những cái quyền lợi chính đáng của người ta. Và người ta, ông John Lewis nói ông rất là ngạc nhiên để mà khi ông chứng kiến rằng đất nước Mỹ đã thay đổi một cách không thể nào có thể tin được, là nó lại thay đổi một cách tuyệt vời như vậy. Bởi vì một người mà những thập niên 60 như ông John Lewis, ông ta không hề được cái quyền đi bầu cử bình đẳng như người da trắng. Ngày hôm nay ông ta là cái gì? Ông ta là dân biểu liên bang của Hoa Kỳ, tức là không chỉ là ông có cái quyền đi bầu cử mà ông còn có cái quyền ứng cử, và ông đã trở thành dân biểu liên bang, là một cái chức vụ cũng tương đối là gọi là quan trọng trong cái chính cơ quan lập pháp của Hoa Kỳ. Cái điều đó theo Phú Sĩ nghĩ cũng là một điều, chính cá nhân Phú Sĩ nghĩ nó cũng là một điều không thể nào mà có thể tin là nó có thể xảy ra được. Bởi vì mình cứ nói là ở bên Việt Nam, mình lấy Việt Nam thôi, ngày hôm nay người dân 96 triệu người dân Việt Nam không được quyền đi bầu cử để chọn các chức, những cái người trong ba cơ quan chính quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Người dân Việt Nam bị rất là hạn chế cái quyền bầu cử, họ chỉ được bầu cử cho những đại biểu quốc hội và bầu cử cho những cái vị gọi là đại biểu của Hội đồng Nhân dân các cấp thôi. Ngoài ra họ không được quyền bầu cử cho các chức vụ trong cơ quan hành pháp như là chủ tịch nước hay là những cái vị như là thẩm phán trong cơ quan tư pháp. Người dân Việt Nam hoàn toàn không có quyền bầu cử, mà hễ mà ngay cả bây giờ ai mà dùng những cái biện pháp
ôn hòa để mà đòi thay đổi cái cơ chế chính trị, cơ chế bầu cử, ngay lập tức họ sẽ bị gán ghép là chống lại chế độ, âm mưu lật đổ chế độ, tức là chống lại đảng cộng sản, chống lại chế độ, và họ sẽ bị đi tù rất là nặng, tức là mười mấy 20 năm là dễ gì chơi. Thì mình thấy rằng so cái trường hợp của người Việt Nam ngày hôm nay, hoàn toàn không có được quyền bầu cử cho ba cơ quan chính quyền lập pháp, tư pháp và hành pháp, và bị có cái quyền bầu cử rất là hạn chế, và chỉ có một đảng duy nhất, đó là đảng cộng sản, là đưa ra các ứng cử viên cho các ghế quốc hội và các ghế hội đồng nhân dân thôi. Mình muốn, nếu mà 96 triệu người dân Việt Nam muốn bầu cử tự do, dân chủ và đa đảng, trong trường hợp của ông John Lewis, cái giấc mơ của ông ta đã trở thành hiện thực. Ông ta không những là chỉ là đi bầu được, mà ông ta còn ra ứng cử và làm dân biểu liên bang. Còn trong trường hợp của người Việt Nam, cái điều đó Phú Sĩ không biết là 50 mấy năm sau, không biết rằng đất nước Việt Nam, người dân Việt Nam có được cái quyền bầu cử tự do, dân chủ và đa đảng hay không. Phú Sĩ nghĩ rằng với một cái chế độ độc tài như đảng cộng sản ngày hôm nay, thì cái điều mà thay đổi đó sẽ rất là khó mà có thể trở thành hiện thực được. Dạ, Phú Sĩ muốn quay trở lại cái lời của, xin lỗi anh Liêm, Phú Sĩ cho Phú Sĩ tiếp lời về ông John Lewis. Ông John Lewis đã nói rằng là ông ta đã nhìn thấy cái sự thay đổi của đất nước Hoa Kỳ, và ông ta nói rằng là chính cá nhân của ông ta, khi mà ông ta đi qua những cái kinh nghiệm như vậy, thì ông ta thấy rằng là ông ta muốn kêu gọi những người Mỹ hãy xuống đường phản đối và đòi công lý, nhưng theo một cái hình thức gọi là ôn hòa và không có bạo động. Và ông nói rằng cái hình thức ôn hòa không có bạo động, nó sẽ thật sự là nó sẽ thay đổi được cái đất nước của Hoa Kỳ. Và một trong những cái hình thức đó là đi bỏ phiếu, tức là ông nói rằng là bây giờ tất cả mọi người đều có quyền đi bỏ phiếu rồi, anh không đồng ý với cái những người mà cảnh sát da trắng mà nhiều khi mạnh tay, bởi vì họ có một cái sự gọi là không có công bằng với những người da màu. Thì nếu mà bạn không có đồng ý với cái lực lượng cảnh sát như vậy, tất cả bạn chỉ cần làm là đi bỏ phiếu. Để làm chi? Để bỏ phiếu cho những người mà những người đó sẽ, khi họ có quyền lực, họ sẽ làm đưa ra những cái chính sách hay là những cái luật để mà cải cách các lực lượng cảnh sát, đưa ra những cái luật để mà giám sát lực lượng cảnh sát, buộc lực lượng cảnh sát phải thay đổi, phải cải cách để bảo vệ cái người da màu. Thì như vậy, cái cách biểu tình, cái cách mà để mà phản đối, đòi công lý một cách ôn hòa, một trong những cách đó là đi bỏ phiếu và chọn những cái người mà sẽ phục vụ cho bạn. Theo ông John Lewis, ông ta nói là như vậy, tức là ông nói rằng là cái việc mà bạo loạn, đập phá và làm gây ra cái phá hoại tài sản và gây thương tích cho người khác, cái sự an toàn cho người khác, cái việc đó sẽ không có làm cho cái chính nghĩa của họ được thế giới biết đến, sẽ không làm cho cái mục tiêu đòi công lý của họ trở nên một cách được giải quyết, mà nó sẽ càng làm cho cái hình ảnh của họ trở nên xấu đi, và cái con đường để mà giúp cho cái hình ảnh của họ nó được nhiều cái sự thiện cảm, được cái sự ủng hộ của tất cả mọi người, đó là cái con đường gọi là hình thức bất bạo động để mà phản đối, cũng như là để mà thay đổi những cái xã hội. Thưa anh Liêm, xin anh chia sẻ ý kiến, anh có ý kiến. Dạ vâng, thì đối với Việt Nam thì không cần biết là cái người ta kêu gọi bạo động hay bất bạo động, chỉ cần mà là một trong những người mà có thể dính líu hay là lãnh đạo những cái công cụ biểu tình thì cái người đó chắc chắn là sẽ bị đi tù mà không có ngày ra, phải không ạ? Lấy một cái ví dụ cụ thể là giống như cái trường hợp cách đây năm vừa rồi đó, một cái vị mà 70 tuổi từ nước ngoài về Việt Kiều là ông Châu Văn Khảm của Úc đó. Thì ông này đã hơn 70 tuổi rồi và ông gần như là một người nghỉ hưu. Ông chỉ về Việt Nam và có bị chính phủ Việt Nam bắt và đã kêu án 12 năm tù. Mà thật ra cái tội mà của ông thì ông là chỉ có dính dáng vào một cái tổ chức ở nước ngoài gọi là cái tổ chức Việt Tân mà thôi, chứ còn ngoài cái việc đó ra thì chúng ta thấy ông chẳng có một cái hành động gì cả. Nếu mà chúng ta nhìn vào cái trường hợp của ông Châu Văn Khảm thì chúng ta thấy rằng ông này đã 70 tuổi và cái cuộc sống của ông cũng rất là sung túc.
Ông hồi trẻ ông có một cái cơ sở doanh nghiệp mà tới bây giờ lớn lên thì hiện tại là ông đã về có đầy đủ, có nghĩa là khả năng về tài chính để đảm bảo một cuộc sống cho ông ở nước ngoài cũng như là về Việt Nam ăn chơi, thì có lẽ những người như ông trong Văn Khảm không có thiếu gì tiền để làm như vậy. Nhưng mà với những người như ông trong Văn Khảm là những người mà họ Liêm không có nghĩ là ông này muốn đấu tranh để lật đổ hoặc là để trở thành một cái người nào đó lãnh đạo của Việt Nam trong tương lai, tại vì cái số tuổi của ông chúng ta biết là ông đã 70 tuổi rồi, thì Liêm không có nghĩ là cái ý định của ông là sẽ trở thành một cái ông nào hoặc là một cái người nào lãnh đạo của Việt Nam trong tương lai, mà những cái người này thật sự trong cái tâm hồn của họ, phải không? Mà họ mặc dù họ đã sống ở nước ngoài nhưng mà họ vẫn còn nặng nợ với quê hương, và họ muốn có đóng góp một cái tiếng nói của mình để làm cho thay đổi đất nước cũng như là làm cho cái xã hội nó tốt đẹp hơn. Và những người như ông trong Văn Khảm đó thì lại là khi mà về Việt Nam thì đã bị chính quyền ở Việt Nam đã bắt và đã xử ông là theo Linh nhớ là 12 năm tù đó. Thì cái 12 năm tù đối với một người 70 tuổi như ông thì có lẽ là nó giống như là một cái bản án tử hình rồi. Thì 12 năm Liêm cũng không có chắc là ông có thể sống sót được trong cái tù ở bên Việt Nam 12 năm với cái số tuổi của ông. Thì đây là Liêm cho thấy rằng cái sự gọi là một bên họ tôn trọng và họ muốn những cái người mà có cái ý định xây dựng đất nước họ đưa vào quốc hội để những cái người này tham gia thay đổi xã hội, còn một bên giống như ta ở ở trong nước đó, thì đàn áp và cố gắng bắt bớ tất cả những cái người nào mà dám lên tiếng, họ dám có những cái ý kiến gì khác đối với chính phủ. Thì đó là một cái điểm mà Lê muốn nói giữa hai cái trường hợp này. Một cái điểm khác nữa là có ở ở trong cái Việt Nam đó thì chúng ta thấy rất là nhiều người, mà có lẽ là những cái người này là những cái người trẻ tuổi sinh sinh sau đẻ muộn, thì những cái ý kiến của các bạn này là nói rằng ở nước Việt Nam là một cái nước rất là hiền hòa, người Việt Nam không có kỳ thị, đất nước Việt Nam là một nước nước yên bình, có nghĩa là cái xã hội Việt Nam nó tốt đẹp hơn cái xã hội Mỹ rất là nhiều lần. Thì cái câu nói đó thì khi mà nhận xét về cái vấn đề này đó thì nó Liêm cảm thấy là những cái vị này có lẽ là chưa có biết hết những cái tình hình ngay cả trong nước ở mà họ đang sống. Thì Liêm muốn nhấn mạnh ở đây, ví dụ chúng ta biết là Việt Nam, đất nước Việt Nam chúng ta có hơn 50 cái dân tộc thiểu số sống cùng chung đất nước Việt Nam, mà thì theo Liêm biết con số chính thức là khoảng 54 cái dân tộc thiểu số cùng sống trên đất nước Việt Nam, mà người Kinh là người chiếm đa số gần như là 90% dân số của tất cả những cái dân số ở Việt Nam. Thì những cái dân tộc thiểu số này cái cuộc sống của họ như thế nào, khi mà chúng ta coi lại những cái cuộc sống của những người dân thiểu số thì chúng ta hãy đặt đặt ra hãy nhìn vào những cái chính sách của Việt Nam, thì chúng ta thấy là các bạn thấy có bao nhiêu người khi mà các bạn đi học trong những cái trường đại học chẳng hạn, thì có bao nhiêu những cái sinh viên là dân tộc thiểu số, hoặc là những cái người mà khi ra đi làm đặc biệt là trong những cái cơ quan giống như là quốc hội chẳng hạn, thì có bao nhiêu phần trăm là cái người mà dân tộc thiểu số ở trong đó. Có nghĩa là chúng ta không có thấy được những cái người dân tộc thiểu số của Việt Nam có một cái chứng kiến hay là một cái tiếng nói nào hiện tại ở đất nước Việt Nam. Đó là điều thứ nhất. Và cái thứ nhì nữa là khi mà họ họ cất lên tiếng nói thì họ đã bị đàn áp rất là khốc liệt. Thì cái vụ việc này ngày hôm nay thì có lẽ Liêm không có chia sẻ được cái hình ảnh tại vì cái kỹ thuật, nhưng mà nếu mà quý vị đi vào Google và tìm lại những cái người thượng mà khoảng năm 2001 với năm 2004 đó, những cái người thượng ở Tây Nguyên thì có những cái cuộc biểu tình rất là rầm rộ, mà có thể nói là hàng chục ngàn người đã tham gia ở các tỉnh như là tỉnh Đắk Lắk, Kon Tum, Đắk Nông, Gia Lai đồ, tất cả những cái người thượng ở trên cái khu vực đó mà họ đều xuống đường để họ biểu tình với một cái quy mô rất là lớn. Mà lúc đó thì Việt Nam đã đàn áp rất là khốc liệt và họ đưa đưa quân đội tới và họ gần như là bao vây tất cả những cái tỉnh này, và
nếu như những cái báo chí nước ngoài không phải là người Việt Nam, tất cả đều, những cái người nước ngoài đều bị cấm tới những cái khu vực này hết, và ngay cả những cái tờ báo của Việt Nam ở trong nước cũng không có được, không có được tới những cái khu vực này. Thì sau này khi mà người ta đi vào đó và người ta hỏi ra cái nguyên nhân mà người và thượng họ biểu tình như vậy, thì người ta, những cái người thượng đó nói rằng họ bị chính quyền Việt Nam lấy đất của họ, những cái đất mà ông cha tổ tiên của họ để lại, thì những cái chính phủ Việt Nam sau này đã tịch thu những cái đất của họ. Và chúng ta biết là cái đây là cái chính sách chung của ở bên Việt Nam thôi, mà đất đai không phải là tài sản của ai hết, mà đất đai là tài sản của nhà nước, của toàn dân, thật ra là của nhà nước thôi. Nhà nước muốn lấy lại đất của ai thì lấy, và những cái người thượng này họ nói là người nhà nước đã tịch thu những cái đất đai của họ, lại giao lại những cho những cái công ty nhà nước để lập nên những cái đồn điền để trồng cà phê, và không có đền bù gì cả, hay là đền bù rất là không có gì đáng kể cả. Đó là cái thứ nhất. Và cái thứ nhì nữa là người thượng đó thì họ muốn theo những cái đạo Tin Lành riêng của họ. Và ở bên Việt Nam thì chúng ta biết thì khi mà anh tụ tập mà khoảng 5 người đó, theo cái bộ luật an ninh của Việt Nam, chỉ cần mà anh tụ tập khoảng 5 người thì anh phải xin phép chính phủ cho cái việc tụ tập này. Thì đối với những người thượng thì họ khi mà họ muốn tham gia vào cái đạo Tin Lành riêng của họ, họ tổ chức cầu nguyện riêng của họ, thì cái điều này chính phủ đã cấm đoán, và họ đã đưa những cái nhân viên công lực hay là cảnh sát hay là quân đội vào để đàn áp những người này. Và trong cái cuộc đàn áp năm 2004 đó, thì có người Việt Nam, những cái theo những cái tin tức mà chính thống từ báo chí của Việt Nam thì chỉ có 2 người chết thôi. Và những cái báo chính phủ Việt Nam thì mô tả là một người chết là do bị người khác ném đá trúng, và một người nữa còn lại chết là do bị một cái tai nạn xe đồ cán lên thôi. Thì đó là 2 người chết. Nhưng mà theo cái tổ chức nhân quyền Human Rights Watch thì họ nói rằng có ít nhất là phải có ít nhất là 10 người đã bị chết trong cái cuộc đụng độ giữa cảnh sát Việt Nam với những cái người thượng biểu tình đó, và có hàng trăm người đã bị bắt sau đó cũng như là bị thương. Thì đây là chúng ta thấy rằng thứ nhất là cái người Việt Nam đó, thật ra chúng ta thì nói thẳng ra thì những người kinh như sĩ với Liêm thì không bao giờ ghét bỏ gì những cái người thượng cả, phải không? Mà chúng ta hoàn toàn không có cái gì mà gọi là kỳ thị hay là coi những người đó như thế nào. Nhưng mà đối với cái chính phủ của Việt Nam thì họ lại, cái thứ nhất chẳng những là họ không có giúp đỡ gì đối với những cái đồng bào thiểu số để giúp đỡ họ thoát khỏi cái cảnh nghèo, và cái thứ nhì nữa là họ còn chiếm dụng những cái đất đai, nghĩa là tịch thu những cái đất đai, cấm đoán và bắt bớ đàn áp những cái người thượng trên cái khu vực đó. Cái điều này nó còn đối với những cái người thiểu số, như mà chúng ta thấy cái tình trạng của cái người Mỹ đen ở đây thì chính phủ Mỹ có rất là nhiều những cái chương trình giúp đỡ họ, cho con cái của họ đi học, hoặc là những cái bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thường là ở Mỹ này nó có những cái chương trình đặc biệt dành riêng cho những cái người da màu, những cái người mà gọi là nghèo khổ đó, thì họ có những cái chương trình giúp đỡ đặc biệt cho những cái người này. Trong khi ở Việt Nam chúng ta nói rằng chúng ta không có kỳ thị, nhưng mà thật ra chúng ta lại đàn áp, lại lấy đi những cái đất đai của ông cha tổ tiên của họ, và khi họ cất lên tiếng nói thì lại là đưa quân đội tới và đàn áp, nghĩa là cho tới giờ này chúng ta cũng không biết được những cái bao nhiêu cái người chết thật sự trong cái cuộc đàn áp đó. Và có hàng trăm người tới nay theo cái tổ chức Human Rights Watch hay là đài AFA đó, thì họ nói rằng hiện tại cho tới 2018 thì còn khoảng 200 người liên quan cái cuộc biểu tình đó đã bị bắt trong cái khoảng thời gian mà sau khi cái cuộc biểu tình, thì chính phủ đã đưa những cái nhân viên công lực tới và bắt và giam giữ khoảng hơn 200 người, và hiện tại vẫn còn những cái người thượng này vẫn còn sống ở trong tù. Thì đó là một để cho chúng ta thấy, mặc dù chúng ta không có kỳ thị, nhưng mà những cái chính sách mà của chính phủ Việt Nam hiện tại đối với những cái dân tộc thiểu số thì thật ra nó cũng không có tốt đẹp gì, thưa anh chị.
Phú Sĩ muốn tiếp lời anh Thanh Liêm. Cái vấn đề mà những người thượng ở vùng Tây Nguyên của Việt Nam họ có chọn cái đức tin là đạo Tin Lành và họ đã bị đàn áp và nhiều trường hợp đã bị đánh đập và ngược đãi, dẫn đến là họ phải bỏ cái nơi mà họ đã định cư bao nhiêu đời để mà chạy qua Thái Lan xin tị nạn chính trị. Cái vấn đề đó cũng như là vấn đề mà nhà nước lấy đất đai của họ và họ phản đối cái việc lấy đất đai của họ thì nhà nước đàn áp họ, nó chỉ là một trong bao nhiêu là những cái vấn đề mà diễn ra từ Nam ra Bắc ở cái đất nước Việt Nam. Không chỉ riêng người thượng bị nhà nước cướp đất đai mà tổ tiên của họ bao nhiêu đời đã khai hoang gây dựng, mà cả những người Kinh hay là những người khác cũng bị mất đất đai, mất nhà cửa, mất ruộng đồng. Và trong cái mạng xã hội gần đây, Phú Sĩ coi một cái video clip trên mạng xã hội Facebook, Phú Sĩ thấy một cặp vợ chồng, những người dân bị mất nhà, mất cửa, mất đất, họ phải biểu tình ở chỗ một cái nơi mà một vị đại biểu quốc hội đi qua, và một cặp vợ chồng đó phải là cởi hết quần áo ra để mà cầm những cái băng rôn biểu tình đòi trả lại cái đất đai, nhà cửa của họ. Họ nói lên cái nỗi oan là bị nhà nước lấy đất đai, lấy nhà cửa, lấy cái nơi sinh sống của họ. Thì Phú Sĩ ý, Phú Sĩ nói rằng là bao nhiêu những cái vấn đề nảy sinh trong xã hội, thì tất cả những cái vấn đề đó, gần như là người Việt Nam, cái cơ hội để mà đòi cái công lý, cơ hội để mà đòi những nhà nước có những cái chính sách thay đổi, nó cơ hội đó rất là mong manh so với lại người da đen ở Hoa Kỳ. Bởi vì cái nhà nước của Việt Nam, như chúng ta biết rằng là cái điều 4 hiến pháp của nhà nước Cộng sản Việt Nam nói rằng là chỉ có duy nhất đảng Cộng sản mới có quyền, có chính quyền, có nắm quyền lực thôi. Còn tất cả những người nào khác không phải là đảng Cộng sản thì không có bất cứ một cái quyền gì hết. Và bởi vì chính cái điều 4 hiến pháp đó áp đặt là đảng Cộng sản là đảng duy nhất có quyền lực ở Việt Nam và không cho phép bầu cử tự do, dân chủ, đa đảng, không có cho phép cái sự mà tam quyền phân lập trong cái cơ quan hành chính, không cho phép 96 triệu người dân đi bỏ phiếu để mà chọn những vị nắm các vị trí chính quyền trong ba cơ quan hành pháp, tư pháp và lập pháp. Chính những điều đó đã làm cho cái hình thức bất bạo động để mà đòi cải cách xã hội, cải cách luật pháp, thay đổi xã hội, đòi công bằng cho những người thường thiểu số hay là cho tất cả những người Việt Nam, những cái điều mà đó, cái hình thức bất bạo động đó nó trở nên là khó khăn hơn rất là nhiều so với người Mỹ đen ở Hoa Kỳ. Vì người Mỹ đen ở Hoa Kỳ, cái chính quyền dù sao cái hiến pháp cũng cho phép đa đảng, bầu cử tự do và dân chủ, và chính quyền cũng cho phép người Mỹ đen đi bầu cử công bằng như những người khác, và những người Mỹ đen cũng có thể ra tranh cử để trở thành dân biểu như ông John Lewis, hoặc là như Tổng thống Obama cũng là Mỹ đen nhưng đã trở thành Tổng thống của Hoa Kỳ. Cái điều mà chúng ta thấy ông John Lewis lạc quan ở nước Mỹ là bất bạo động có thể thay đổi xã hội, tạo sự công bằng cho người Mỹ đen hơn. Cái điều mà ông lạc quan ở Hoa Kỳ là cái điều mà chúng ta thấy là khó có thể có được ở Việt Nam, dù rằng là các những cái phong trào đòi thay đổi xã hội, đòi công bằng, công lý cho người dân Việt Nam đều là chọn cái hình thức bất bạo động. Nhưng mà những cái khó khăn mà những phong trào đó gặp phải ở Việt Nam nó nhiều gấp cả triệu lần so với những cái khó khăn mà người Mỹ đen gặp ở nước Mỹ. Như anh Liêm đã đưa ra câu chuyện ông Châu Văn Khảm, ông ta chỉ cần là về Việt Nam gặp một hai người nói chuyện về tình hình nhân quyền là ông ta đã bị bắt và đã bị kết án 12 năm tù và chụp mũ là khủng bố. Thì nếu mà người ta chỉ nói về nhân quyền, nói chuyện một cách ôn hòa, không có hề có một cái ý định làm bất kỳ một cái gì gây tác hại tài sản hay là sinh mạng, sự an toàn cho bất kỳ ai, mà người ta bị kết án 12 năm tù và khi ra tòa không hề có luật sư, và bây giờ đã đưa ông đến một cái nơi giam giữ không biết ở chỗ nào và không cho phép người thân, không cho phép kể cả đại sứ quán của Úc được gặp ông.
Cái điều đó là một cái điều mà bất nhân tâm của cái nhà nước cộng sản độc tài và độc đảng. Và mình thấy cái qua cái điều đó, mình thấy rằng con đường bất bạo động để đòi hỏi công lý, công bằng, đòi hỏi tự do và dân chủ cho Việt Nam là một con đường cực kỳ khó khăn và có thể là sẽ khó mà có thể đạt được được như là những người Mỹ đen đã có thể đạt được ở Hoa Kỳ. Đến bây giờ thì chương trình của chúng tôi tạm dừng ở đây và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào Chủ nhật tuần tới. Quý vị có thể đến trang Facebook Tiếng Nước Tôi Boston, hoặc là quý vị có thể đến radio.tiengnuoctoi.com để xem lại chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi xin kính chào quý vị. Xin mời Thanh Liêm gửi lời chào quý vị khán thính giả. Chào Thanh Liêm, xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả và xin chào anh Fuxi. Vâng, xin chào anh Thanh Liêm và xin chào quý vị khán thính giả và xin hẹn gặp lại.